Dạ, xin mến chào quý vị. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà anh Thái quý vị. Cũng lời nói đầu tiên cho mình chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, thành công việc ha. Quý vị nào xem nhớ đăng ký, nhấn chuông cập nhật những video tiếp theo quý vị. Này mình thấy có một số phô mai tứ quý như mai vàng quý vị, phục vụ cho quý vị video hôm nay ha. Thì địa chỉ đây chợ gạo Tiền Giang quý vị. Rồi em chào anh Thái ơi. Chào em. Cũng kính chào cô chú anh chị mọi người nước. Dạ. Nay cũng lên còn 11 thôi tứ quý, có 9 thôi 10 phôi ở ngoài chứ 12 phôi với 2 phôi nằm trong bộn. Dạ. Có một phôi mai vàng luôn chú anh chị. Phôi này phôi đầu tiên, phôi mai vàng nè. Mà số 1 đầu mai tiên. Mai vàng vườn luôn chú anh chị. Mai vàng thiên nhiên quá vậy. Lá thì xum xê ha. Cây này thì mình cũng bao xíu toàn quốc. Dạ. Rồi vô cây số 1 đi em. Cây số 1 là cái mai vàng của chú anh chị ơi. Chiều cao không? Chiều cao anh Thái. Đó, chiều cao thì chiều đây. Chiều cao 47. Rồi chiều cao 47 quý vị. Còn 29 tính 28 của chú anh chị. À, quyền cụ đế quý vị. Đo nó cũng hơi sạch kẹ. Cái đặc cũ. Quyền cụ đặc luôn ha. Cụ đặc nó bự lắm. Kẹt khó đồ. Đặt tới 38. 38 quý vị. Rồi, hôm mai vàng số 1 mình lưu 700 ngàn. Rồi, mã số 1 hôm mai vàng 700 ngàn bao ship quý vị toàn quốc ha. Rồi. Cái làm tứ quý hết rồi chú anh chị. Rồi mã số 2 là toàn bộ tứ quý quý vị. Một cốt dán trực không ha. Cây cũng kéo nhựa đâm tược rồi. Chiều cao 104. Chiều cao 1m04 quý vị. Hoành 25 quý vị. Rồi. Mình sẽ yêu miếng 25. Bán xả hết rồi. Hôm số 2 mình giao lưu 800 ngàn. Rồi, số 2 nó lên là tới quý hết nha cô chú anh chị. 800 ngàn, bao ship quý vị toàn quốc không quý vị. Và địa chỉ đây mình xin nhắc lại chợ gạo Tiền Giang quý vị. Thì quý vị xem video thích cái nào alo trực tiếp cho anh Thái quý vị. Chiều cao 110. Rồi chiều cao 1m1. Hoành 32 thôi cũng vậy. Rồi, 32 hoành. Cây thì đế cũng hơi yếu mà. Tiền nào của nấy. Có cành của chúng vậy. Tiền ghép chơi. Tiền nào của nấy quý vị ơi. Rồi mã số 3 mình giao lưu 1 triệu 2 luôn. Rồi mã số 3 1 triệu 2 quý vị. Cây kéo nhựa xanh 5 tờ hết rồi. Dạ. Trời hết rồi. Anh xã bán rút do vốn lấy tiền mua bài khác quá vậy. Cây giá hoành ba mấy màu cái triệu hai. Nhiều khi cầm triệu hai vô vườn mua cây chưa được nữa. Chiều cao 140. Rồi chiều cao 1m4. Hoành 28 đi. Rồi 28, hoành chính yếu 28. Tầm cao quá vậy. Đấy cũng đã đỡ không có cá. Cá để. Rồi, số 3 mình lâu 1 triệu mốt. Số 4 anh. Rồi, số 4. Số 4 1 triệu mốt quý vị, bao xếp quý vị toàn quốc ha. Rồi. Mà số 5. Chiều cao 118. Chiều cao 1m18 quý vị. Rồi chú vậy. Rồi, 28 yếu tính 27. Mặt này cũng có đế nữa chứ. Xịt tược lên nhựa ráo quá vậy. Rồi, số 5 mình vô luôn 1 triệu 2. Rồi, mã số 5 triệu 2 quá vậy. Chơi trực cũng được, chơi bay cũng được cô chú anh chị ơi. Đó, để mình hạ cái chiều bay xuống cho cô chú anh chị coi. Chiều cao 125. Chiều cao 1m25 quý vị. Đầu vô đưa chuột.
trực cũng được, bay cũng được. Quanh 23 đi. Rồi. Chơi dán trực vẫn được, chơi dán bay vẫn được chú anh chị ơi. Bay là đúng đẹp luôn á. Bay là đồng vậy đây. Cành nó nằm mét trên rồi. Trồng giống bay. Bay hợp lý quý vị, tại đế mặt bên kia nó cắm xuống ha. Đây thì rồi thôi số 6 mình giao lưu 700.000. Rồi mã số 6 700.000 quý vị. Mã số 7 này cũng trồng giống bay được luôn nè. Nó nếu mà cô chú anh chị lấy cặp về là chơi được cặp bay. Rồi chiều cao 123. Rồi chiều cao mét 23 quý vị. 125 này 123 luôn. Hoành 25 đi. Rồi hoành 25 quý vị. Dư 25. Đây tại mặt cái mặt đế ở đây hả quý vị? Tới rồi quý vị trồng bay thì mặt đế ở đây tất nhiên nó phải cắm xuống, cắm xuống rồi. Với cái lượng cái bụng bên đó mấy dưới thì nó trực thì vẫn được, đồng bay vẫn được. Hai cây này có như cặp này mình chưa bay được hết. Hai cây này nó cũng bay nằm vậy luôn quý vị. Mình thấy đồng bay phá thế lại hợp lý quý vị. Cành mình gieo nguyên dòng cành mình trên là cái cây có về mình phá thế lại ra nó nét cây hơn. Rồi giá luôn anh. Rồi số 7 mình giao lưu 850.000. Rồi mã số 7. Số 7 là mình có thể trồng giống bay được nha chú anh chị. Rồi 850. Cao 113. Cao mét 13. Cao 113. Cây này trực quý vị, trực thẳng luôn, một cốt, tay cành đều quý vị. Hoành 28 luôn chú anh chị. Rồi hoành 28 chuẩn. Thế thì mặt này mình cũng có. À, có đều bốn mặt quý vị. Đây đâm chồi nữa. Cái này giờ về con chú anh chị trồng liền. Rồi đâm chồi. Giá luôn à. Rồi mã số 8 mình vô lô 1.200.000. Rồi mã số 8 1.200.000 quý vị. Bao ship toàn quốc. Dính này 2 cây chứ không phải 1 cây dính. Mã số 9 2 cây mình tách rời được. 2 cây tách rời được quý vị. Còn quý vị nào không thích thì để mình để cho muỗng thử luôn. Rồi chiều cao 133. Rồi cây nhỏ này chiều cao nó 69. Rồi. Rồi đây là 25 hoành của chú anh chị. Rồi 25 hoành. Hôm nay là 20. Thiếu 21 tí. Hai cây này mình tách ra chơi được nha chú anh chị. Mình làm được hai cây nha. Cây này thì cành đều từ dưới lên luôn. Từ ngay chỗ chặn này lên là cành nó đều hết. Điều lực. Rồi giá luôn à. Rồi mã số 9 mình giao lô 1 triệu chứ anh chị. Rồi mã số 9 triệu quý vị. Giá quá rẻ, luôn. Bao ship quý vị toàn quốc ha. Rồi. Cây chỉ có mấy trăm ngàn quý vị, sở hữu được một cây về ghép. Để có bông chơi. Quý thì mình ghép với nó mạnh tay. Chỉnh bông. Tổng cân thử gần 50 kg. 48. Rồi chiều cao tới cổ rễ là 132 thôi chứ anh chị. Rồi chiều cao 1m32. Một cốt hai thân, song thụ. Rồi quanh 35. Rồi 35 chuẩn quá vậy, 36 yếu tính 35. Đế thì bỏ đông đặc hết luôn quá vậy. Kính bầu cái này 55 của chú anh chị. Chơi về mình không chơi song thủ thì mình cắt xuống bonsai luôn chứ anh chị. Rồi phôi cho số 10 mình giao lưu 2.100.000. Rồi mã số toàn quốc luôn. 10 2.1 bao ship toàn quốc. Mã số 11.
mẫu tử nè. Chiều cao 110. Rồi, chiều cao 1m1. Thì chủ. Ba bốn cái gì để bỏ đều hết luôn, cộng lực không tử cũng bự mà tử 23 rồi, yếu 4 tí à, tổng 2 cây 51 rồi đúng vậy, tổng 2 cây 51 cái gì chúng bầu 58 rồi, giá luôn thôi. Rồi, mã số 11 mình Zalo 2.200.000. Rồi, mã số 1 2.2 quý vị, bao ship toàn quốc. Giá rất mềm quý vị. Rồi, tiếp theo anh. Ra cây đồng bồn. Ra đây là tứ quý thần bồn quý vị. Cây này thường bồn quá vậy. Bồn mình thường bồn rồi, có vậy cây này thì giờ ghép được đây. Rồi chiều cao 100 đi. Chiều cao 1m chẳng. 100 mà tới cổ rễ. Cây này nguyên củ đế quá vậy. Con đế cộng bắp tay không ha. Đế lịch sĩ. Con là 43 của chú anh chị. 43 chuẩn quá vậy. Mình đo chẹt xuống cái củ. Cái củ giờ đo mà tốt ở dưới mới được. Khó đo cái củ. Đặt nữa nó là 61 á. Củ đặt 61 quá vậy. Xương phơm tàn á, xương mặt trên này đều hết rồi, rất đều ha, bên đây đều do củ đế lực không? Đều có cành hết rồi đúng không, cành lực quý vị, đây có cành luôn. Bùng quá trời, bấm bớt. Cây này quý vị nào muốn thêm chi tiết thông tin qua như số điện thoại, như số Zalo của anh Thái quý vị. Rồi mã số 12 giá luôn anh. Mã số 12 này mình Zalo 7 triệu bao ship cô chú anh chị toàn quốc luôn á. 7 triệu bao ship toàn quốc. Bán luôn. Được giá tiền luôn. Rồi chiều cao 102 của chúng ta. Chiều cao 1m2. Đó đi rồi mình chỉ mấy cái sẹo. Đo trên ngay trên cái mắt này đi. 37. 37 quý vị, cụ đế đặt ha, đế sổ ha. Đế này nhiều cái gì. Sẹo này là chủ vườn đó, người ta cắt ta lấy lại một cốt. Nhưng mà nó kéo ha quý vị. 2 3 nó kéo 4. Mặt ra ha. Cứng hết của chúng ta, không có một. Tay cạnh lên cái khúc này nó thoát thân là nó thân này 55. Cành này nó không xịt tượng nhưng mà mình ghép vô thì dính luôn đó vậy, nhựa kéo bít đầu hết, kéo bít đầu hết. Mặt bên kia nó có cái sẹo bị tét. Bán giá nói cho con chị về ghép chơi luôn. Để cao ghép không được, cắt chứ không được. Để sổ ở bốn mặt hết trơn quý vị, có con cái thì bị thẹo nhiều mà tiền nào của nấy. Do chủ vườn ta không biết chơi á, người ta cắt lùm đó. Chứ cây này là sạch cây nữa, ngon quá vậy, đẹp ha. Đây, cái cành bị tét ổn quá vậy. Đây, giá luôn thấy. Cái phôi này là phôi số 13. 13 không? Rồi phôi số 13 mình Zalo 2.800.000 của chú anh chị. 2.800.000. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Rồi, có clip mà luôn rồi của chú anh chị. Rồi, mã số 13 cây có clip quý vị. Của clip mình cũng thay mặt anh Thái ha. Cảm ơn quý vị dành thời gian quý báo xem hết video quý vị. Quý vị xem thích cái nào alo trực tiếp anh Thái quý vị. Mình xin hẹn quý vị video tiếp theo ha.